Ủa, anh lấy nhiều cái nha, anh mà cái nó bị gì
anh nghĩ đó là bây giờ chỉ có show đắp chỉ đó là bạn hiền quanh tôi cũng là bạn nhưng mà hai người đó giờ cũng nhau đi xe cơ hết coi luôn cảm của mình là mình chơi nhau hả nhưng mà có thì mình Thank you.